đây. Dạ bé Chi, em lấy lên đi chị giới thiệu cho. Em phải qua này Nhâm. nè. Ừ, em qua đây nè. Đúng rồi, chị mới quay ngược lại. Quai XL đã về cặp bến. Đây, quai XL rất là đẹp. Cái này em có nguyên bộ luôn nha. Mà em chưa có kịp rác mới, công ty mới đem về cho nên chưa có kịp gì hết. Đây là dòng tầm mấy chỉ bé? 4 chỉ 0082. 4 chỉ 082 nha, Anh để chị em muốn chụp không cái nên là đó, nha. 4082 nha. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi, em để lại cái đó xuống giúp chị Ờ, chị đi. gái người thêm nữa trai bông tai hay dây mặt gì nữa không mình tư vấn thêm nha. Còn đây Dòng ngon. dòng con báo, con beo, con báo gì đây đó, nó rất là đẹp. Đây nó hai con báo nó ngậm một cái thỏi thăm chính giữa và full tấm luôn ha. Rồi cái đai ở dưới là đai bấm, Trong đai một khóa bấm rất là chơi đẹp. Mắt nó là mắt màu đen ha, mấy chỉ bé? này á là 2 chỉ 1 phân 4, 2 chỉ 4 phân 44. Đó, em để sát cho quý khách chụp lại màn hình giúp em ha. 2 chỉ 444, 2 chỉ 4 phân 4 ly 4 với em là cái dòng này. Còn cái nhẫn này là mấy chỉ bé? Cái nhẫn này á là chiếc rất là nhẹ luôn, chắc là 5 phân 58 thôi. Cái nhẫn này là 5 phân 58 là cái nhẫn này nha. Rồi em đeo vô tay cho chị đi. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Cái bộ này em về hai bộ đó, em về hai bộ. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em để mẫu nó xuống. Dòng KTE đây, em về 5 dòng rất là đẹp. Đó. Bi bi một màu ba Bi màu một màu và ba màu, em để cận cảnh luôn nha. Đó, đẹp lắm đó quý khách nè. Một dòng là tầm mấy chỉ? Để cầm lên một dòng giùm chị. Này là mình bị 5 dòng nhưng mà nó có đủ size nha. Một vòng của nó là 4 chỉ 9 phân 94. 4 chỉ mấy? 9 94 gần 4 4 chỉ 9 phân 9 ly 4 gem. Rồi, rất là đẹp. Còn mọi người có nhớ em thì tôi có nhớ em nha. Đó, nó là huyền luôn, tắm luôn. Huyền đen, đỏ và tắm cưng lắm. Với khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. Rồi. Có về thêm là có này là chỉ có 2 cái thôi, số lượng có Chanel. Chanel này về 2 cái. Dòng bi Chanel. Bi cách tắm bà ba màu. Bi này là cách phối hợp là tắm, full tắm, bi và ba màu. Đó, rất là đẹp, cái đai của nó là móc máy luôn ha. Rồi cái này tầm mấy chỉ bé? 5 chỉ 5 phân 98. Cái này là 5 chỉ 5 phân 9 ly 8 gem. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Em để thẳng cái vòng lên để quý khách chụp lại màn hình. Đó, em muốn quay cận cảnh giống vậy nè để cho quý khách thấy rõ cái hình. Nhiều lúc em like lên trực tiếp á, cái mạng nó yếu á, xong rồi quý khách không có thấy rõ mẫu. Rồi em về thêm 4 cái dòng con tỳ hưu bi nữa. 4 dòng nó đủ trọng lượng luôn, em đọc trọng lượng từng từng sản phẩm lên cho các thấy luôn. Tỳ hưu nó nằm ở giữa và những cái viên bi con nằm giáp dòng xung quanh hết luôn, thì là một dòng bự nhất của nó là mấy chỉ bé? Cái dòng đầu tiên này á là 2 chỉ 5 phân 82 ha. 2582 là cái dòng con tỳ hưu này nha. Đó, tỳ hưu đẹp ha. Hai con mắt nó màu đỏ ha. Rồi 2582 rồi dòng thứ hai. Cái dòng thứ hai này á, là 2 chỉ 1 phân 15. 2115 là cái dòng con này, con tỳ hưu này em cầm chính giữa thì nó bị quay à. Đây. 2 chỉ 1 phân 15 nha khách yêu nha. 2 chỉ 1 phân 15 ha. Rồi cái dòng thứ ba là 1 chỉ 9 à. Dòng thứ ba 1 chỉ 9, cái con này nó thanh mảnh hơn một chút xíu nha. Nó nhỏ, con này nó nho nhỏ, bi nó cũng nhỏ nhỏ luôn. Em quay sát sát cho quý khách thấy. Rồi con cuối cùng, cái này là 2 chỉ 40, 2 chỉ 41 ha. 2 chỉ 4 phân, 2 chỉ 4 phân 1 ly. Đây dòng con tỳ hưu bi luôn ha. Rồi. Rồi, cái này là vòng con rồng nha. Vòng rồng em về 5 dòng ha. 4 4 dòng. Dòng, em về 4 dòng rồng. Rất là đẹp luôn. Vòng là vòng đúc nha khách nha. Vòng này là vòng này là vòng đúc. Vòng này là 4 chỉ 4 phân 64 nha. 4 chỉ 4 phân 6 ly 4 gem. Là cái dòng con rồng này ha.
em để ban rồng xuống đi, em lấy một con dòng lên em quay cận cảnh cho khách thấy, quay chi tiết cho khách thấy, khách chụp màn hình lại. Cái này là em có nhẫn luôn nha khách yêu nha, có nhẫn luôn à. Cái này là em có luôn nhẫn nè, cái đầu con rồng nó quấn luôn cái đuôi luôn, cái vảy của nó là tiết tấu là làm bằng một tấm chìm nha, đeo rất là im, và cái khóa của nó là nằm bên hông ha, khóa này là khóa gài, có hai cái khóa phụ rất là chắc chắn. Và trọng lượng của nó là bao nhiêu bé? Cái này ni lớn hơn thì là 4 chỉ 9 phân 24. 4 chỉ 9 24 là cái ni lớn ha. Con rồng rất là đẹp, đẹp lắm. Rồi bây giờ tới đồ bộ ha. Con mèo thằng Tài tiếp tục đã về. Đây mèo thằng Tài. Một bộ nó là mấy chỉ bé? Một bộ này á là trọng lượng của nó là 6 chỉ 5 phân. 6 chỉ 5 phân 85. Con mèo thằng Tài là nguyên một bộ là 6 chỉ 5 phân 85. 5 phân 55. 6 chỉ 5 5 phân 85 nha khách nha. 6 chỉ 5 phân 85. Rồi dạ. 6 chỉ 5 phân 85 là nguyên bộ, nguyên bộ con mèo thằng Tài nha. Đây nguyên bộ này. Rất là dễ thương luôn á. Nguyên bộ này đẹp. Đai của nó là kim tiền nè. Đai của nó là giáp kim tiền móc máy hết luôn. Về bộ nào hết bộ đó nha quý khách yêu nha. Rồi em về hai cái bộ màu đen và màu đỏ. Màu đen và màu đỏ trọng lượng của nó là tầm 2 lượng một bộ ha. Màu đỏ trước đi. Đây cái màu đỏ rất là đẹp, đây là cái dòng nha. Một cái hột trụ giữa, một cái hột trụ giữa, và một viền là tấm, tấm đỏ, một viền là tấm trắng và tấm chìm vòng ngoài. Cái đai của nó là giáp đồng tiền luôn. Hai thanh cái nó là tấm, tấm chìm đó, phun tấm chìm. Đai dưới là đồng tiền hết toàn bộ luôn. Rất là đẹp nha. Một bộ của nó là tầm cỡ khoảng là 2 lượng ha. Đây là cái vòng nha. Rồi em đưa cái nhẫn. Rồi cái nhẫn lên trên. Rồi cái mặt. Cái nhẫn. Đúng rồi. Mà cái chuyện rất là sang luôn. Cái hộp em có lại cái đôi tay. Cái này là tầm 2 lượng nha. Cái này là tầm 2 lượng nha quý khách nha. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em chỉ về có 2 bộ thôi ha. Rồi bộ này và bộ màu đen. Bộ hộp màu đen rồi màu đỏ xong rồi đã bé. Rồi em sẽ giới thiệu thêm cho mình là cái bộ màu đen luôn nha. Đẹp quá. Đó. Bộ màu đen đó, rất là sang trọng rồi. Lòng lành lắm. Đá tô ba đẹp cực kỳ. Kết viền nằm đen rất là đẹp. Đó, một miếng là viền đen, một miếng là viền trắng. Xung quanh của nó là đồng tiền giáp hết luôn. Rất là cưng. Đeo sang trọng lắm. Cái này nhìn là ghiền liền mà. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em. Bộ này tầm 2 lượng ha. Bông tai là đích đẩy nha khách nha. Bông tai là đích đẩy luôn. Bộ này tầm 2 lượng. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi hôm nay giới thiệu em về bộ hộp màu luôn nha khách. Đồ bộ này tầm cái mấy chỉ em? Bộ này là màu đỏ nè. Em về 8,5 thôi. Em về là màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu xanh đen, màu trắng. Và màu trắng ha. Rồi, cái này là màu đỏ mấy chỉ đấy? Một bộ của nó luôn á là tầm khoảng là 8,5 chỉ. Một bộ là 8,5 chỉ. Đó, rất là đẹp. Cái dòng của nó là 3 tầng tấm đỏ, một cái chính giữa là hột trụ nó là màu đỏ. Rồi cái viền thứ hai là đỏ luôn, thứ ba cũng là đỏ luôn. Cái viền cuối cùng của nó là cái bóp măng của nó thì là hột tấm chì màu trắng ha. Đai thanh, thanh của nó thì là móc máy, một thanh tấm chìm luôn. Rồi viền ở dưới là đồng tiền ha. Khóa là khóa bật ha. Rất là đẹp và sang trọng, kết hợp sự tinh tế. Bộ mấy chỉ quên rồi? 8,5 chỉ á, bông là bông dò gà nha. Một bộ 8,5 chỉ là bông bật nha quý khách nha. Đeo cái này là không có đau tay ha. Cái khoen đó là khoen nhưng mà cái chuyện làm cách tắm luôn. Khoen rất là đẹp nè, tinh tế lắm. Nên nó cao cấp lắm. Đó. Rồi. Em để mẫu đó xuống. Mẫu trắng em có để giống vậy cho chị luôn. Trắng nha. Ừ, cứ để giống vậy luôn, để lên. Đem vô luôn giống vậy luôn. Đó, đây là bộ trắng nha, cũng là 8 chỉ luôn. Một bộ là cũng tầm
bộ này nhẹ hơn chị, bộ này khoảng là 6 chỉ á. Một bộ 6 chỉ à? Không à, bóng bạc luôn nè, đeo rất là dễ thương luôn. Bộ trắng này là tầm 6 chỉ một bộ thôi nha quý khách nha, nó vừa có túi tiền luôn. Mà nhìn nó chắc chắn lắm, đẹp lắm đó. Đó, hộp sườn nhân tạo sườn nhân tạo rất là chiếc luôn. Lung linh luôn. Em có đủ ni luôn nha, em có đủ ni luôn á quý khách, thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em cho cái màu tím đi, đây màu tím mộng, tím mơ, màu tím tình yêu. Bộ này mấy chỉ cơ? Vậy luôn chị, một quân nó là khoảng 6 chỉ luôn à. Bộ này là tầm 6 chỉ nha quý khách nha. Đó, tầm 6 chỉ. Màu tím đẹp quá luôn đẹp, màu tím đẹp hơn đẹp mấy màu kia luôn á. Màu tím đẹp hơn mấy hộp kia. Hộp đẹp long lanh luôn nè. Đây cũng là khuôn tấm luôn. Đây của nó là khuôn tấm luôn nha. Đây đúc nha, chứ không phải làm tay nha. Này đồ đúc hết, đồ công ty 610 nha. Quý khách yêu nha. Bông nó nhỏ hơn xinh rồi, cực kỳ. Thích quá. Đó là bông đẹp lắm luôn đó. Rồi em để cái đó xuống giúp chị. Rồi. Thì màu vàng nha, màu vàng là cũng không kém vàng sang trọng nha. Long lanh. Màu vàng đẹp lắm. Nó da trắng, da chìm gì đeo cũng được hết. Màu vàng nó dễ đeo, màu vàng màu trà là dễ đeo nhất. Đó, rất là đẹp. Cái này tay em làm mẫu luôn là mấy chị là khỏi cần phải mà suy nghĩ nha, vì tay em đen giống màu trắng nha. Đó, thì là em có 6 chỉ với mấy chị nè. Dạ đúng rồi, 6 chỉ thôi. Thì lên một xét là rất là ok. Rất là đẹp. Đẹp lắm, hầu rồi. Chiếu lung linh. Tiếp tục. Rồi cái này là màu xanh, xanh nha. Xanh đen. Xanh đá. Đá tô bà. Xanh là đẹp, nao lòng, xanh là xanh hy vọng nha khách yêu nha. Đó, bông là bông hóa bạc luôn nè, rất là đẹp luôn. Đẹp nói chung là vì một tẩy này là màu nào cũng đẹp hết, màu nào cũng sang hết. Có 6 chỉ không quý khách nè? Có 6 chỉ này không? Rất đẹp. Em là tưởng 8, 9 chỉ nhưng mà có 6 chỉ. Rồi đẹp quá. Rồi rồi em để bộ đó xuống cho chị. Bộ này bộ gì? Có ai chỉ khoảng 20 triệu không chả? Đây. Bảo đây không nào ạ? Đây là nguyên bộ. Vòng này á là vòng móc máy luôn nha. Bông là bông toàn ten nè quý khách nè. Em cầm bông ten bạc toàn ten nha. Đó. Rồi, chị quay cái mặt mặt trước nè, mặt là bên hông của nó là chữ Chanel thương hiệu nha. Rồi, xong đây là cái vòng. Bên góc của nó là cũng chữ Chanel luôn. Hai bên đai. Đây chữ này. Đây là đây đồng tiền nha. Đây rồi, cái nhẫn. Cái nhẫn cũng vậy luôn ha, nhẫn Chanel tấm nhỏ ha. Là đẹp. Rồi đeo bông tai cũng vậy luôn. Nó thu nhỏ lại luôn, bông tai khoen, tai ai to. À, đeo mà sợ đau tay á là vẫn đeo được, không có sao cả nha. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi bây giờ tới cái bộ này. Đây, hai cái bộ này xinh lắm. Bộ này mình lên cái này là dòng bộ dòng bi giúp giác. Bộ này á là nguyên một set này á là 8 chỉ 2038. 8 chỉ 2 phân 38 nha. 8 chỉ 2 phân 38 gen. Là cái bộ dòng này em đeo nhẫn vô luôn đi em. Nhẫn đắt bi nè, cái tấm bi rất là đẹp. Cái này là mình tốt với là dây bi nha. Dây bi giáp ý nè, đẹp đẹp hết. Bông là bông khoen nó bạc luôn. Nó rất là đẹp. Để chị quay cận cảnh nha. Cái này là em quay cái mặt dây chuyền nha. Mặt dây chuyền bi dứt dắt luôn, tấm full luôn. Rồi xong rồi là cái vòng ha. Rồi cái này là cái nhẫn nha, cái họa tiết hoa văn nó làm khối rất là đẹp luôn á. Cái này là hoa văn dích dắt nè, nhìn cưng lắm. Cái này là bông bạc ha, rất là đẹp. Rồi với khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi xuống giùm cái bộ này nè, hồi nãy em nói xíu nha, bộ này em chưa giới thiệu đồng lượng á. Cái bộ nguyên một set này là chỉ có 6 chỉ, 61 thôi nha khách yêu nha. Cái bộ này hồi nãy nè là 6 chỉ à, em cầm lên lại đi. Hôm nay chị chụp lại. Bộ này nè, hết như này hồi nãy em cầm lên tay nè, là chỉ có 6 chỉ mốt thôi nha. Bộ này là 6 chỉ mốt nha quý khách nha. Đó, quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi, em để bộ lên xuống. Rồi, em giới thiệu cho mình thêm là bộ hoa nha. Bộ hoa này á thì nó là gần 9 chỉ nha, 8 chỉ 8 phân lẻ 8. 8808 nha khách yêu nha. Từ từ. 8808. Rồi. Chồng này là nguyên bộ một set hoa nha. Mặt dây chuyền hoa nè, bông tai là đứt đẩy hoa nè. Tám chỉ mấy quân? 8808.
8 chỉ 8 phân lễ 8 là nguyên bộ này nha. Tầm 9 chỉ trở lại đó. Cái khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha, để em quay cận cảnh nha. Đây là cái mặt. Đây là cái vòng. Và đây là cái nhẫn. Và đeo vòng tay. Dạ, đeo vòng tay. Đây rất là sang nha. Đẹp. Như cái đai quay cho khách thấy nè. Đai của nó là vuông tắm luôn nè. Hình như là bị lộn. Cái này mới là lớn mà là còn đồ đi, còn này không có nè. Ủa đó là cái này, cái này là cái này. Bộ này là mấy chị? Bộ này á là 8 chỉ 6 à. À 8 chỉ 6, 8 chỉ 8 cầm đó. Em nha. Hồi nãy em cầm nhầm cái vòng. Đây rất là đẹp luôn. Đó nguyên bộ luôn rồi đó. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em bộ này nha. Đây là họa tiết nối rất là sang luôn nè. Móc máy là cánh dưới nha. Bộ này mà si mà hay là hết si lên rồi. Đẹp lung linh luôn, sáng lắm. Rồi cái bộ đó xuống. Đây bây giờ là em giới thiệu lại các bộ đây nha. Bộ đây là 8 chỉ 8 phân lẻ 8. Nó cũng là bông ra đất 7 nha khách yêu nha. Bông ra đất 7 hoa nha. Đó, rất là đẹp. Những cái sản phẩm này là cưng lắm, đang hot nè. Tay vuông tắm rất là sáng. Mấy chị mà thích màu trắng thanh mảnh tao nhã là này nè. Nó phối hợp rất là tinh tế, hoa văn là đẹp lắm. Nhìn ở trong màn hình nó không đẹp bằng ngoài, ở ngoài nó sống động hơn. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em bộ này nha. Rồi em qua bộ này. Là dòng bi ha, dòng bi nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Bông tay là toàn tan là trời dễ thương quá. Cầm mấy chỉ đó. Một bộ này á là chỉ có 6 chỉ, 6 chỉ rưỡi thôi. 6 chỉ 4 phân 66 nha khách yêu nha. 6 chỉ 4 phân 66. Nguyên một bộ luôn 4 phân nha khách nha. 6466. Rồi, em quay lại chị chụp lại màn hình. Bông tay nè, bông tay của nó là bông hoen nha. Bông hoen ở trên là móc mấy ý. Ở dưới là viền tròn, đó là khuôn tắm nè. Rồi bi ba màu nha khách nha. Chữ Chanel ở dưới luôn nè. Mình thấy rõ nha, chữ Chanel này đó, rất là đẹp luôn. Cái nhẫn cũng dễ thương nữa, không kém phần sang trọng nha, là kết hợp với cái nhẫn nè. Nguyên một set rất là ok luôn. Đẹp lắm các yêu ơi. Đai của nó một đai là khuôn tắm nè, một đai của nó là đai trơn nè. Rất là đẹp. Và cái gì cũng vậy nữa. Rồi khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. Cái này là em về số lượng có hạn nha. Chỉ có cái bộ à. Mình đã nổ ra trên như mình những mẫu đẹp nha hết nha. Cái bộ này á là 5 chỉ 9 phân 28. 5 chỉ 9 28. Không chụp được mà không chụp được cái tên. 5 chỉ 9 28 nha khách nha. Rồi quý khách chụp lại màn hình giúp em 5 chỉ 9 28 rồi em đem nguyên bộ lên. Bông tay là khoen luôn nè, mặt đi chiều. Rồi 5 chỉ 928 bộ này ha. Cận cảnh cho. Đây là mặt dây chuyền. Đây là cái vòng. Đây là ba màu nha. Ở cái này là nhẫn và mặt ha. Đây là bông. Nhẫn và bông. Vòng và mặt. Rồi. Còn đây là bộ Chanel. Bộ Chanel là em về được 3 bộ nha. Chanel là em về 3 bộ. Bông ta là bông nó trễ nha khách yêu nha, bông nó trễ nha. Một bộ nó là 8 chỉ. Nhẫn em đem quán giữa dành chị đi, nhẫn em quán giữa cho đẹp. Em quay nguyên bộ cho khách coi thấy lòng lượng hết. 8 chỉ 69 là nguyên một bộ nha khách nha. 8 chỉ 6 phân 9 là nguyên bộ, rồi em đem vô dành chị. Rồi, bộ này là 8 chỉ 6 phân 9 là bộ này ha. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Cái này em về 3 bộ nha. Đây của nó đẹp lắm. Đây là đây đồng đẹp tiền. Đẹp lắm hết ơi, đẹp luôn á. Rất là tinh tế và thiết kế rất là đồ sang đúc, trọng. Đồ đúc thôi. Này là khuôn đúc hoàn toàn luôn nha. Mình làm tay thì không có được giống như vậy cho khách nha. Vì tiệm em bán là bằng công ty thôi. Cái mẫu này là mẫu gu xì hả? Nó là mẫu gu xì hoa. Gu xì hoa. À con... Con ong ha, dễ thương quá luôn. Con xì hoa, con ong. Đây là mặt. Nguyên một cái này chỉ có là 5 chỉ 3 phân 46 thôi. 5 chỉ 3 phân 4 ly 6. Hôm nay mình về là bộ nhỏ nhỏ hình xinh mà rất là dễ thương luôn cho mấy chị luôn. Phục vụ mấy chị hết mình luôn á. Đó, quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. 5 chỉ 3 phân 46 nha khách yêu nha. 5 chỉ 3 phân 4 ly 6. Vừa thương hiệu này mà vừa hình con ong. Rồi, rất là dễ em quay cận cảnh cho. Cái này là cái vòng nha. Rồi cái này là cái nhẫn ha. Nhẫn nè. Rồi cái này là đôi bông nha, đôi bông đích đẩy là bông bọc đây. Bông đích đẩy vậy. Bông này bông đích đẩy nha.
đó, rất là đẹp. Đây là nhẫn, đây là vòng, đây là mặt. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi bây giờ là em giới thiệu thêm cái này đi. Cái này giới thiệu chưa? Giới thiệu rồi ha. Bây giờ em kết thúc tập 2 nha. Bây giờ mời quý khách đón xem tập 3 giúp em nha.